Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk tưng bừng tổ chức lễ hội đường phố. Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ban quản lý an toàn thực phẩm. Khánh Hòa, tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt xuống cấp trầm trọng. Cảnh báo nguy cơ mù lòa từ việc lạm dụng phân tắc len quá độ. Trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và liên hoan văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2017, chiều ngày 10 tháng 3, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội đường phố. Tham dự lễ hội đường phố có đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các đoàn ngoại giao, khách quốc tế, các tỉnh thành trong cả nước và đông đảo đồng bào các dân tộc. Lễ hội đường phố lần này có sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, nghệ nhân, 15 đội chuyên của các huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Nam, cùng 5 con voi, 15 xe hoa của 15 huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột diễu hành trên các tuyến phố lớn như Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Ngã 6, Quảng trường 10 tháng 3. Đặc biệt, lễ hội đường phố còn có sự tham gia của 4 đoàn nghệ thuật các nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Bulgaria. Lễ hội đường phố là hoạt động nghệ thuật ngợi ca sức lao động sáng tạo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đã làm rạng danh một mặt hàng nông sản nổi tiếng của Việt Nam trên toàn thế giới, đó là cà phê Buôn Ma Thuột, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, Tây Nguyên nói riêng, đặc biệt là giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Ngày 10 tháng 3, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã diễn ra triển lãm trưng bày các sản phẩm từ nghề truyền thống của người Hờ Rê Ba Tơ. Triển lãm đã giới thiệu đến du khách những sản phẩm truyền thống của nghề may tre đan và dệt thổ cẩm như nông, nia, giỏ, rổ, gùi và áo, váy, khố, ví, v.v. Đặc biệt, tại triển lãm, du khách cũng được thưởng thức những ché rượu cần, thơm ngon, được nấu từ loại men đặc biệt của người Hờ Rê. Triển lãm giúp các du khách hiểu hơn về truyền thống của dân tộc Hờ Rê, đồng thời cũng là dịp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017. Sự kiện giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân thủ đô, là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản. Qua đó, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thấm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Mặc dù đã xảy ra sự cố mất điện tại buổi lễ khai mạc, tuy nhiên, người dân thủ đô vẫn rất hào hứng thưởng thức triển lãm khoảng 150 cây và 20.000 cành hoa anh đào. Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, các hoạt động triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản Hà Nội cũng sẽ được tổ chức. Theo dự kiến, lễ hội hoa anh đào 2017 sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 3. Ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị chính thức công bố đề án mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ trong năm 2017. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị mở tuyến du lịch thử nghiệm đưa khách ra đảo Cồn Cỏ. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tour và hình ảnh, tiềm năng lợi thế du lịch đảo Cồn Cỏ được triển khai tích cực, bước đầu đạt được yêu cầu đặt ra. Cồn Cỏ không chỉ là có tiềm năng về biển đảo, Cồn Cỏ là một chiến trường xưa, nơi có nhiều cái chiến công lịch sử, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân nhân Cồn Cỏ trong chiến đấu bảo vệ Cồn Cỏ nói riêng và bảo vệ giới tuyến nói chung. Và Cồn Cỏ được hai lần Bác Hồ phong tặng anh hùng. Đấy là những cái tiềm năng mà có thể Cồn Cỏ thì phát huy trở thành một cái điểm du lịch vừa là hoài niệm vừa là biển đảo. Du khách ra với đảo Cồn Cỏ sẽ được viếng đài tưởng niệm nơi các chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ đảo, đài quan sát Thái Văn A, hầm quân y, bến đò tiếp tế Cồn Cỏ. Ngoài ra còn có một số dịch vụ giải trí, các hoạt động thể thao dưới nước như bơi lặn, chèo thuyền, ngắm san hô, du lịch ẩm thực thưởng thức các đặc sản biển miền Trung, du lịch sinh thái, câu cá, câu mực, du lịch thể thao biển, nghiên cứu hải dương học, với các sản phẩm phong phú và hấp dẫn được cung cấp trực tiếp từ người dân trên đảo. Việc phát triển du lịch đảo Cồn Cỏ bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế xã hội với xây dựng củng cố thế trận quốc phòng trên địa bàn một cách bền vững.
Ngày 11 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức làm lễ công bố ra mắt Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Cơ quan này được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng quản lý và thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong chiến dịch phòng chống thực phẩm bẩn cho người dân. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế và một số bộ phận trực thuộc của phòng ban liên quan, dự kiến sẽ hoạt động thí điểm trong vòng 3 năm. Ban được thành lập nhằm tập trung quản lý theo một đầu mối, chủ động trong thanh tra, kiểm tra nhằm rút ngắn thời gian cho thủ tục liên ngành. Thay vì trước đây, việc quản lý an toàn thực phẩm được chia nhiệm vụ cho 3 bộ ngành khiến việc phối hợp còn nhiều lỏng lẻo và bất cập khi truy vấn trách nhiệm xử lý. Không chỉ là những doanh nghiệp tham gia cái chuỗi thực phẩm an toàn được kiểm tra kiểm soát, mà chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát từ nguồn tất cả những thực phẩm đưa về thành phố. Việc thành lập Ban An toàn thực phẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Dự kiến trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tập trung thanh tra nhiều vào lĩnh vực thực phẩm tươi sống ở các chợ đầu mối, những hành vi vi phạm trong kinh doanh và trong chế biến, tiếp tục xây dựng đề án chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng mô hình chợ thí điểm truy xuất nguồn gốc thịt heo. Thưa quý vị, từ cuối tháng 12 năm 2016 đến nay, giá trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí thức ăn và thuốc thú y chăn nuôi không hề giảm. Việc này đã làm cho người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, ghi nhận tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 3 tháng trở lại đây, việc chăn nuôi của gia đình anh Khương Văn Liêu ở xã Định Bình gặp không ít khó khăn khi giá trứng vịt giảm mạnh. Trước đây, với 1.000 vịt đẻ, trung bình mỗi ngày gia đình anh thu được gần 500.000 tiền lãi. Nhưng giờ đây, số tiền thu được gần như không đủ bù cho chi phí thức ăn và các khoản khác. Biết là nó không có cái lợi nhuận nhưng mà cũng phải cố gắng để rồi tìm cái biện pháp cho để mà khắc phục tái đàn để mà chăn nuôi thôi. Đợt cuối năm qua đến nay, giá trứng trên địa bàn huyện Yên Định đã giảm mạnh xuống còn 2.200 đồng một quả trứng gà và 2.000 đồng một quả trứng vịt. Với giá trứng như hiện tại, gần như các hộ chăn nuôi không còn lãi, thậm chí lỗ đối với những hộ không chủ động được nguồn thức ăn. Để duy trì sản xuất, các hộ nuôi phải giảm tổng đàn để giảm chi phí chăn nuôi. Bởi theo người dân, sự gia tăng tổng đàn dẫn đến số lượng trứng tăng cao cũng làm nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá trứng gia cầm giảm mạnh. Mặt khác, hiện dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp dẫn đến tình trạng xuất nhập khẩu trứng chững lại. Thưa quý vị, những ngày này, trên các cánh đồng tỏi của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà con nông dân trồng tỏi đang bước vào mùa thu hoạch đại trà vụ tỏi đông xuân năm 2016-2017. Vụ tỏi năm nay sản lượng đạt cao hơn so với niên vụ trước, nên không khí vào mùa thu hoạch rất phấn khởi nhộn nhịp. Vụ tỏi năm nay, nông dân của huyện trồng hơn 310 hectare tỏi. Thời điểm đầu vụ có xảy ra tình trạng sâu bệnh. Tuy nhiên, về sau thời tiết thuận lợi hơn, cùng với sự nỗ lực chăm sóc của bà con nông dân, nên vụ tỏi năm nay cho sản lượng thu hoạch đạt cao, khoảng 60-67 tạ một hectare, tăng hơn 30% so với niên vụ trước. Không những được mùa mà giá tỏi cũng tương đối cao, khiến bà con nông dân rất phấn khởi. Nó mà đừng có chết là bây giờ là như tỏi to là 50, như có tỏi lỗ cũng được, mà do nó chết quá người ta cấp giờ họ cũng thấy cấp giờ xương tái rã rầm ái rồi họ không có bón rồi mất tỏi nó được bao bữa là có 40 thao, khi nào tới lên có 4 tối 50. Lòng quay năm nay thì nói chung là phát ha hơi ngối, năm nay nhờ trồng cũng được năm sổ và thu hoạch được cả khoảng 400. Hiện một số cánh đồng bà con nông dân đã trồng sen canh một số cây trồng ngắn ngày như bắp, đậu phộng. Số còn lại thì sau khi thu hoạch tỏi xong, bà con tiếp tục cải tạo đất để xuống giống cho vụ hành mùa tháng 2 trong năm. Sáng ngày 11 tháng 3, tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1.000 bạn tình nguyện viên đã cùng tham gia lễ ra quân phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2017. Mở màn cho một chuỗi các hoạt động của chiến dịch giờ trái đất năm nay là dự án đạp xe chuyển động xanh. Với chủ đề tương lai bắt đầu từ hôm nay, chiến dịch giờ trái đất năm 2017 diễn ra với hai hoạt động. Điểm nhấn là kỷ lục đồng loạt 2.000 tình nguyện viên đổi Aquata và cover Facebook cá nhân. Sau đó là hòa nhịp trong bài nhảy Dashboard Wendy Olo. Cũng ngay sau đó, dự án chuyển động xanh đã chính thức được khởi động với hoạt động thiết thực là đạp xe tuyên truyền trên khắp các tuyến đường trung tâm của thành phố. Trước kia thì em cũng không quan tâm lắm với việc tiết kiệm điện. Nhưng mà sau chương trình này đó, sau khi nghe được các anh chị dẫn chương trình đó, tuyên truyền về cách thức tiết kiệm điện thì em bắt đầu quan tâm đến việc này và em nghĩ là thấy được cái lợi ích cần thiết của việc tiết kiệm điện. Ngoài ra, trong buổi chiến dịch giờ trái đất năm nay cũng có các chiến dịch như cộng đồng xanh, điểm đến xanh, tương lai xanh, kết nối xanh cùng các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tất cả các hoạt động trên đều nhằm hướng đến đêm sự kiện chính chung tay tắt điện toàn cầu giờ trái đất năm 2017 sẽ diễn ra lúc 20:30 ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến có khoảng hơn 5.000 thanh niên và người dân thành phố tham gia với mục đích vận động tắt đèn đồng loạt trong vòng 1 giờ. Đang ra ngoài học hành hay đi công tác, bác sĩ giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể trực tiếp phê duyệt giấy tờ bằng chữ ký số thông qua phần mềm chuyên dụng của bệnh viện. Đây là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý quy trình khám chữa bệnh, thay thế khâu quản lý bằng giấy tờ truyền thống trước đây. Thay vì phải có mặt trực tiếp tại bệnh viện để ký vào giấy tờ, bây giờ bác sĩ Nguyễn Minh Quân, giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã có thể xử lý trực tuyến thông qua điện thoại. Nếu không kịp thời phê duyệt, hệ thống tin nhắn sẽ tự động nhắc nhở liên tục trên điện thoại cho đến khi nào xử lý xong. Các bệnh viện hiện chi phí khá tốn kém cho việc thuê nhiều kho lưu trữ, bảo vệ cách giữ các bệnh án bằng giấy. Khi có vấn đề cần kiểm tra lại, việc tìm kiếm trong kho vô cùng vất vả và tốn thời gian. Với bệnh án điện tử, các thông tin tại bệnh viện được số hóa và lưu trữ trên Internet, không in ra giấy nữa, việc tìm kiếm theo mã số rất dễ dàng. Khi mình duyệt một cái là tự động cái văn bản đó, đề xuất đó để trả đưa về cho các bộ phận chức năng và cá nhân người dự trù đó, không cần phải đi trình ký rất là cực. Mỗi lần đến khám, bệnh nhân chỉ cần quét mã vạch bảo hiểm y tế vào máy để lấy số thứ tự, thay vì cầm sổ giấy xếp hàng chờ đợi. Khi bệnh nhân xuất viện, tổng đài bệnh viện tự động nhắn tin dặn dò tái khám, uống thuốc. Đơn thuốc điện tử cũng góp phần ngăn chặn tình trạng bác sĩ kê toa thuốc, chỉ định cận lâm sàng tràn lan, không phù hợp vượt ngưỡng quy định. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt được đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay, góp phần phát triển du lịch và kinh tế giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tuy nhiên, từ gần một năm nay, tuyến đường này đã bị xuống cấp trầm trọng bởi các xe tải chở đất chạy liên tục ngày đêm. Từ khi bị biến thành con đường vận chuyển đất đá cho các mỏ khai thác với hàng trăm xe tải chạy quần quật bất kể ngày đêm, thì bộ mặt tuyến đường này đã bị biến dạng nham nhở gần một năm nay. Các ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc loang lổ trên mặt đường. Nhiều đoạn bị bong tróc cả mặt nhựa tạo nên những hố sâu gây mất an toàn đến các phương tiện lưu thông. Người đi xe máy luôn cảm thấy bất an do phải tránh né liên tục các ổ gà trên đường. Từ một tuyến đường đẹp được du khách ưa thích, nay đã biến thành một lộ trình đầy bất trắc. Tình trạng trên đã kéo dài từ gần một năm nay và cho dù đã nhiều lần được ngành chức năng địa phương tu sửa, lắp vá, nhưng cũng như muối bỏ biển, các ổ gà, ổ voi mới thay nhau xuất hiện. Trước kỳ các ngành chức năng cần có giải pháp cứng rắn hơn để khắc phục tình trạng trên. Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 10 tháng 3, trên quốc lộ 51 đoạn thuộc xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hậu quả là nạn nhân Nguyễn Đông Anh, 33 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đi xe máy, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Theo đó, vào thời điểm trên, anh điều khiển xe máy biển số 60C148259, lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ ngã tư Vũng Tàu về Biên Hòa, Đồng Nai. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 51C74068, chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông chạy cùng chiều. Hậu quả khiến anh ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc qua khu vực này hơn 1 giờ đồng hồ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Vào khoảng 19:30 tối ngày 10 tháng 3, trên quốc lộ 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, một xe container chở nhiều máy cán tôn trên đường thì bỗng bị đứt dây. Hai máy nặng cả chục tấn rơi trúng đầu một xe container khác chạy theo chiều ngược lại, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin. Do thời gian trên, xe container mang biển kiểm soát 51E01749 chở nhiều máy cán tôn lưu thông theo hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe lưu thông vừa tới chân cầu vượt Sóng Thần thì tài xế bất ngờ cho xe thắng gấp. Do xe chở nhiều máy cán tôn với tải trọng rất lớn khiến hai máy ở phía sau bị đứt dây. Đúng lúc này, xe container mang biển kiểm soát 51C54544 đang lưu thông ôm cua đi về Bình Dương chạy tới, khiến máy cán tôn rơi trúng đầu xe. Do máy cán tôn nặng đã đè vào trúng bên ghế tài xế ngồi, tài xế mắc kẹt trong cabin. Ngay sau đó, người dân đã giải cứu tài xế đưa ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết. Tối ngày 10 tháng 3, một tổ chức tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một xe ô tô đang vận chuyển hơn 12.000 bao thuốc lá điếu ngoại đang được vận chuyển lậu vào địa bàn tỉnh Bình Dương. Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 3, khi đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 13, một tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe ô tô Innova mang biển số 51F42972 lưu thông hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Lúc này tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ
tổ tuần tra tiến hành truy đuổi khoảng gần 5 km. Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 13 và đường 22 tháng 12 thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An thì ép được chiếc xe nói trên. Tài xế xe Innova đã tung cửa bỏ chạy bộ trốn thoát. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện bên trong xe cất giấu 12.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số thuốc lá lậu nói trên, sau đó bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế, công an thị xã Thuận An xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, công tắc lens hay còn gọi là kính áp tròng đang được rất nhiều bạn trẻ hiện nay ưa chuộng. Thế nhưng, nếu làm dụng hoặc sử dụng không đúng cách, đặc biệt là dùng phải những sản phẩm trôi nổi kém chất lượng, thì người dùng sẽ đứng trước nguy cơ bị viêm loét giác mạc, thậm chí dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Nhiều bạn trẻ đã là nạn nhân của việc làm này. Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu làm đẹp, loại kính áp tròng này còn có tác dụng khắc phục tật cận thị tạm thời. Thế nên, có rất nhiều bạn trẻ đang sử dụng công cụ hỗ trợ này như một vật dụng bất ly thân. Vừa qua, Bệnh viện Mắt Phương Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ 24 tuổi đến khám và điều trị trong tình trạng mắt đau nhức, chảy nước mắt liên tục, mắt mờ dần và sợ ánh sáng. Bệnh nhân được chẩn đoán là bị viêm loét giác mạc do sử dụng contact lens quá nhiều. Khi mình đeo contact lens thì nguy cơ nhiễm trùng ở mắt tăng lên, nó có thể gây cho mắt bị viêm kết mạc, đặc biệt là viêm loét giác mạc. Thì khi bị như vậy thì mắt sẽ sưng đỏ, đau nhức, nhìn mờ, giảm thị lực, có một số trường hợp mà giảm thị lực trầm trọng vĩnh viễn và có thể dẫn tới mù loà. Chưa tính đến việc lạm dụng contact lens quá nhiều, vấn đề sử dụng phải những sản phẩm contact lens kém chất lượng cũng là một mối đe dọa rất lớn đối với người tiêu dùng. Hiện nay, contact lens được bán rất nhiều trên thị trường. Người dùng có thể dễ dàng mua được nhưng chất lượng và nguồn gốc các loại kính này thường không rõ ràng, dễ gây hại cho mắt. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dùng tuyệt đối không được rửa kính áp tròng dưới nước máy bởi có thể bị dính phải amid, một loại ký sinh trùng chuyên ăn mòn giác mạc và lớp ngoài cùng của giác mạc. Người dân cũng phải đảm bảo vệ sinh dụng cụ và rửa tay sạch trước khi sử dụng kính. Khi mắt có biểu hiện khác thường như đau nhức, chảy nước mắt, suy giảm thị lực, cần lập tức đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Đắk Lắk ấn tượng hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê. Nhiều lo ngại khi chính thức bỏ áp trần giá sữa. Thành phố Hồ Chí Minh cháy sân khấu tại lễ ra mắt phim con Skull Island. Phải làm gì để giữ vỉa hè cho người đi bộ ở Đà Lạt?